Hello, xin chào các bạn, lại là mình đây. Rất vui vì đã được gặp lại các bạn trên kênh YouTube của mình. Chúc các bạn một ngày mới học tập và làm việc tràn đầy năng lượng. Ok, hôm nay mình sẽ vẽ cô nàng thư ký của Rimuru tên là Shion trong bộ Tensei Shitara Slime Datta Ken cho các bạn xem nhé. Nào, bây giờ các bạn hãy cùng mình chọn một chỗ ngồi thích hợp và thưởng thức hết video này nha. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Ok, như mọi khi, nếu các bạn thấy video này hay thì hãy dành tặng mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.